Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay cho thấy hầu hết các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 2,5 độ C. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Người đứng đầu yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Các địa phương cũng cần triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Bộ Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Sapa đang trong những ngày rét hại nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nên nhiệt độ dưới 5 độ C trong ngày hôm nay đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Băng giá, mưa tuyết được dự báo có thể xảy ra trong thời gian tới. Để ổn định cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp chống rét. Rét đậm, rét hại bao phủ khiến 11.000 học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học ở nhà tránh rét. Trong đó có hơn 7.000 học sinh của 17 trường học ở Sapa. Còn đối với những trường có cơ sở vật chất tốt hơn thì vẫn tổ chức giảng dạy nhưng triển khai đồng bộ các biện pháp giữ ấm cho học sinh. Các cái phòng rồi thì các cái lớp học thì chúng tôi cũng tăng cường công tác rà soát làm sao đảm bảo độ kín, ấm áp cho các em trong những ngày mùa đông giá rét này. Cũng tăng cường thêm các cái thực phẩm làm ra cung cấp đủ cái năng lượng để cho các em trong những ngày rét. Chúng tôi cũng quan tâm và chỉ đạo để đảm bảo cho các em có được cái lượng nước ấm để sử dụng trong hàng ngày. Cũng do rét hại nên bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa tăng đột biến, trong đó đa số là trẻ em và người lớn tuổi. Bên cạnh công tác điều trị tích cực, bệnh viện cũng bố trí nhiều lò sưởi, đèn sưởi và cung cấp thêm chăn ấm để bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân. Đóng hết các cái cửa ra vào phòng để hạn chế gió lùa, thứ hai là hướng dẫn bệnh nhân mặc ấm, thứ ba là cho chúng tôi tăng cường cho các bệnh nhân mượn thêm chăn chiếu, và chúng tôi đã triển khai cái tủ quần áo miễn phí ở ngoài khu phòng khám và hướng dẫn bệnh nhân ra lấy nếu mà các cháu có biểu hiện rét thêm ạ. Nhiệt độ giảm thấp kèm theo mưa phùn càng làm cái lạnh càng trở nên tê tái. Sinh hoạt của người dân và du khách đến Sapa bị ảnh hưởng trong giá lạnh. Các cơ quan chức năng thị xã Sapa cũng chủ động hướng dẫn, phối hợp cùng người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rét. Sapa thì có những kinh nghiệm nhất định và chúng tôi cũng yêu cầu là các cái cơ quan đơn vị, các thành viên, ban chỉ đạo phải xuống đến cơ sở để có cùng với các xã phường triển khai cái phương án phòng chống rét đảm bảo kịp thời, không để bị động bất ngờ xảy ra. Dự báo đợt rét vẫn còn kéo dài với diễn biến thời tiết phức tạp, những biện pháp ứng phó với giá rét, băng tuyết vẫn đang tiếp tục được chính quyền địa phương và các ngành chức năng triển khai nhằm đảm bảo cuộc sống, bảo vệ tài sản của nhân dân, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề. Chiều qua, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn Hòa Liên xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Đánh giá cao tinh thần và sự nhanh chóng của ngành y tế Đà Nẵng đã kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân và tạo mọi điều kiện tốt nhất để người bệnh sớm phục hồi sức khỏe. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 13 bệnh nhân của vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn Hòa Liên. Phần lớn các nạn nhân bị đa chấn thương và được xử lý kịp thời. Hiện đã có 3 bệnh nhân đã ra viện, tình hình sức khỏe ổn định. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại km 36 400 đường cao tốc La Sơn Hòa Liên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm cho 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân sơ bộ được Bộ Công an xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên đã gây tai nạn.